Xúc động hình ảnh chủ nhà lặng lẽ đưa tiễn chú chó gia đình đã nuôi hơn 10 năm về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đây là video ghi lại cảnh tượng một chú chó già yếu lê từng bước chân nặng nhọc đi ra một khu đất gần nhà để tìm chỗ nằm xuống. Đoạn video đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, chú chó này gia đình anh đã nuôi được 10 năm, vô cùng thân thiết. Thời gian gần đây, chú chó có biểu hiện mệt mỏi, yếu đi trông thấy. Cả gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần để tạm biệt em vào bất kỳ một ngày nào đó. Hôm đó, chú bỗng lặng lẽ đi ra khỏi nhà, lê từng bước nặng nhọc ra bãi đất. Dù chỉ là một chú chó, nhưng em vẫn không muốn trở thành gánh nặng cho chủ nên đã âm thầm tìm cho mình một chỗ trốn cuối đời. Người chủ đi theo em nhưng không muốn làm phiền giây phút riêng tư cuối cùng của em nên đã lặng lẽ quay lại đoạn video này. Tạm biệt em, cảm ơn vì em đã đến. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp em vào một ngày đẹp trời. Bên dưới đoạn video, nhiều người cũng chia sẻ những kỷ niệm với chú cún cưng nhà mình. Còn bạn thì sao? Cùng comment chia sẻ cảm nghĩ của bạn về đoạn video xúc động này nhé. Nhớ là ủng hộ 8TV bằng cách like, share và ấn đăng ký theo dõi để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày.